Hello, xin chào cả nhà. Nhân đang đứng tại khu Cát Tường Mưu Sinh. Thì hôm nay Nhân giới thiệu cho cả nhà một cái lô đất của một chủ gửi Nhân bán lại. Thì hồi nãy là có một cái lô là N727 bán cái giá là 530. Thì lúc trước là Nhân quay là N728 550 là bán rồi. Thì có một cái lô khách hàng gọi là Nhân, thì lô đó bán rồi. Thì kế bên nó có một lô N727. Thì cái lô đó bán giá là 530, là có 3 khách hẹn Nhân, một khách là đang đợi ở đây, còn 2 khách là đang trên đường đi xuống. Thì khi mà Nhân đang trên đường đi xuống thì không ngờ là tại vì khách hàng cũng gửi nhiều bạn sale cho nên là đã bán rồi. Thì Nhân mới bán cho khách hàng kia một lô khác. Bây giờ Nhân sẽ chỉ cho cả nhà mình một cái lô. Thì cái lô này Nhân giới thiệu thì cái giá nó khá là mềm, khá là tốt so với tất cả khu vực này. Rồi. Đó, bây giờ cả nhà mình thấy chỗ này là công viên kỳ quan thế giới. Thì mình sẽ đi đường D2. Đây đường D2 nha cả nhà. Mình đi thẳng vào đợt bên đây là đợt 8, còn bên đây là đợt 10 ha. Thì bên đây nó có một cái lô G1, lô số 59. Cái diện tích là ngang 4m, dài 20m. Và cái giá là 850 triệu. Thì quý vị khách hàng mình, cả nhà mình kiếm nguyên cái khu vực này hầu như là cái giá này nó không còn nữa. Thì ở đây cái giá khá tốt nha cả nhà. Nhân xin nhắc lại là lô đường số 22, lóc G1, lô số 59, diện tích là 4x20, cái giá là 850 triệu, bao tất cả giấy tờ sổ sách cho mình. Đó, đây thì từ công viên kỳ quan mình đi qua đây khoảng chừng hơn 100m xíu thôi. Rồi vị trí khá là đẹp, nó nằm ngay chân cái trục đường chính để mà đi vào cái khu đợt 8 và đợt 10. Thì đằng sau mình còn rất là nhiều đất đó, cho nên bây giờ mình mua cái lô này là cái lợi thế mình rất là cao, cho nên mình đầu tư cũng được, hoặc là xây nhà ở thì khỏi chê rồi. Và Nhân nói luôn cái lô này hướng Tây nha cả nhà, hướng Tây. Đằng sau lưng Nhân là lóc nhà G1 nè, còn bên đây là lóc nhà R1 đó. Còn vị trí Nhân đang đứng là lóc G1, lô số 59. Đây cả nhà thấy nha, số 59, 4x20. Thì ở đây mình nhìn ra là mình thấy công viên Kỳ Quan luôn. Và cái trục đường chính là D22. Từ kia công quan đi vô đây là khoảng 150m, chắc không tới 150, hơn 100 xíu rồi. Rất là đẹp nha cả nhà. Rồi, cái đường của mình là 10m. Và hai bên vỉa hè, mỗi một bên là nó 2m nữa là 14m. Nó được 14m. Thì ở đây là được một cái là không có dính cống, không có dính cục điện, không có dính gì hết. Nói chung là cái lô đất mình rất là sạch nha cả nhà. Rồi, nhà mình thì ai muốn đầu tư hoặc là xây nhà ở mà hợp với hướng Tây nha, nhà Nhân nói lại là hướng Tây, thì cứ gọi cho Nhân số điện thoại trên màn hình 0909 117 800. Tên. Rồi, xin chào cả nhà. Hiện tại là Nhân đang đứng tại lóc V7. Và cái lô Nhân đang đứng là lô số 24. Lô này rất là sạch. Và hiện tại cái khu này là khu thuộc đợt 10 và nó là điện âm nha cả nhà. Thì ở đây như mình thấy là cái lô đất mình không có dính cống, không có dính tủ điện luôn. Cái cống thì bên kia rồi nè, còn cái tủ điện nằm phía kia à, cho nên là cái lô của mình rất là sạch luôn, nó không có dính gì hết, rất là thông thoáng. Và cái đường trước nhà của mình là 8m lòng đường, đã chảy nhựa rồi. Vỉa hè thì mỗi một bên là 1,5m nữa là 3m, tính ra cái đường mình 11m. Rất là đẹp nha cả nhà, cây cũng đã lớn rồi nè. Rồi, Nhân chỉ sơ đồ nha. Công viên Kỳ Quan Thế Giới đây, mình sẽ đi đường D22 cũng được nha cả nhà. Hoặc là mình đi đường TC4, chỗ cái cầu An Khuê nè, mình chạy qua TC4. Đó, mình tới đường N13, mình rẽ bên tay phải. Còn mình đi đường bên đây thì mình rẽ tay trái vô V7 số 24. Rồi mình nhìn ở ngoài. Thì Nhân xin nhắc lại là cái diện tích là ngang 4m, dài 13m, cái giá là 520 triệu, bao tất cả giấy tờ sổ sách cho cả nhà mình luôn. Và mình chỉ cần trả trước 300 mấy thôi, còn lại thì mình góp khoảng 7 triệu một tháng đó. Cho nên là ai mình mua mà để dành nó sau này cất nhà đó thì rất là ok. Rồi bây giờ mình nhìn xung quanh nha.
Rồi sau lưng của Nhân là lốc nhà R1 nè. Còn bên đây, bên đây là lốc nhà Q2. Thì Nhân nói lại là cái lô của mình là hướng Bắc. Rồi thì Nhân cũng nói luôn, tức là nếu như mà mình coi về phong thủy mình hạp hướng thì mỗi một người nó chỉ có hai hướng, một là Đông Tứ Trạch, hai là Tây Tứ Trạch. Đông Tứ Trạch thì mình bao gồm có hướng Nam, hướng Bắc, hướng Đông Nam và hướng Đông, thì hợp bốn hướng đó. Còn mình thuộc về hướng Tây là Tây Tứ Trạch đó, thì mình bao gồm có hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và hướng Đông Bắc. À, tức là mỗi một người mình sẽ học bốn hướng, chứ không phải là mình coi là học hướng Tây là hướng Tây luôn, hoặc là hướng Đông hướng Đông luôn. Thì mỗi một người có bốn hướng nha cả nhà. Thì trong bốn hướng đó nó có sẽ tốt xấu khác nhau. Rồi, cho nên là khi mà mình đã áp dụng phong thủy rồi thì cả nhà mình sẽ đôi lúc mình đi ngoài đường đó mình thấy có những cái nhà mà nó có cái hình dáng với cái hình thù nó rất là lạ, rất là độc, thì cái đó là chủ nhà người ta cũng xem theo phong thủy để người ta xây. Đó, và cũng nhờ phong thủy mà mình có được những cái kiểu kiến trúc nhà đẹp và khác nhau. Rồi, thì cả nhà mình ai muốn mua lô này thì cứ alo cho Nhân, số điện thoại trên màn hình. Rồi, Nhân xin chào cả nhà.